Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên con đường hiệu vô men màu đỏ mạ vàng, tình trạng là hàng đã qua sử dụng nha, nhưng mà còn rất là đẹp, khoảng tầm 98% màu đỏ 1 đô. Mặt men nó thì nó có chút lông mèo nha. Sướng rất là nhẹ thôi, mình cố gắng quay cho anh em coi kỹ nha. Đó, nó sướng nhẹ 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 thôi, không có xước sâu nha. Mà tẩy qua sử dụng thì người ta có cầm thì nó sẽ có dấu xước, xước rất là nhẹ, xước lông mèo, các góc cạnh còn rất là đẹp, không có cứng móp nước mà còn sáng bóng, men nó cũng rất là đẹp nha, lông mèo như vậy thôi nè. Nhìn kỹ thì mới thấy, còn cầm bình thường thì là rất là khó thấy nha. Màu đỏ này mình kêu đỏ 1 đô, đích sáng đẹp như mới luôn. Anh em mua hàng thì vui lòng bỏ chút cái thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Còn rất là đẹp nha, hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả, nên mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.